Rất vui khi được đồng hành cùng quý khán giả của Sống Khỏe Mỗi Ngày trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đã có không ít các tài liệu khoa học chứng minh rằng cách tốt nhất để chúng ta có thể cải thiện được những vấn đề sức khỏe của cơ thể chính là áp dụng phương pháp thực phẩm trị liệu. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải tìm kiếm và sử dụng những loại dược phẩm quý hiếm, đắt tiền. Vì ngay bên cạnh chúng ta cũng có rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng mang lại những tác dụng tốt cho sức khỏe, và một trong số đó phải kể đến chính là sắn dây. Từ lâu trong Đông y, sắn dây đã được coi như một vị thuốc quý có tác dụng điều trị bệnh tật tốt hơn cả nghìn viên thuốc bổ, cứ ăn vào là cả đời không lo mắc bệnh đấy quý vị nhé. Vậy thì sắn dây có thể mang đến hiệu quả điều trị những căn bệnh nào? Cách sử dụng các loại thực phẩm này ra sao? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm câu trả lời trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, sắn dây là loài cây dây leo thuộc họ đậu, được trồng nhiều nơi ở nước ta để làm thực phẩm và làm thuốc. Hầu hết các bộ phận của sắn dây đều được sử dụng làm thuốc để chữa bệnh. Bộ phận dùng tốt nhất đó là rễ hoặc củ sắn dây, được thu hoạch vào mùa đông, mùa xuân. Loại củ này có thể mang đến cho chúng ta một số công dụng như sau. Thứ nhất, sắn dây giúp duy trì huyết áp ổn định. Thực phẩm giàu kali như sắn dây rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, vì kali sẽ làm giảm tác dụng của natri. Càng ăn nhiều kali, cơ thể bạn càng thải nhiều natri qua nước tiểu. Vì khi natri tích tụ nhiều, lượng máu tăng cao, tim hoạt động nhiều hơn và nguy cơ đau tim, thậm chí là đột quỵ tăng cao. Kali đồng thời cũng giúp giảm lượng natri tích tụ trong thành mạch máu và làm giảm huyết áp hiệu quả. Thứ hai, sắn dây ngăn ngừa loãng xương. Nếu lo ngại các vấn đề về xương khớp, bạn cần phải bổ sung đủ lượng canxi cho cơ thể. Khoáng chất này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp răng và xương được chắc khỏe. Không chỉ vậy, tình trạng tê tay chân sẽ được cải thiện nhờ khả năng đẩy mạnh lưu thông máu của canxi. Vì cơ thể thoát canxi qua da, mồ hôi và chất thải mỗi ngày, các bạn cần cung cấp canxi qua chế độ ăn uống hợp lý. Trong khi đó, một cốc sắn dây có thể mang đến 30mg canxi cho cơ thể, chống lại các vấn đề về xương khớp. Vậy thì hãy mau chóng tận dụng lợi ích tuyệt vời này của bột sắn dây bạn nhé! Thứ ba, sắn dây tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Trong sắn dây có chứa ít thành phần đường và có tính hàn nên bệnh nhân tiểu đường vẫn có thể sử dụng một cách an toàn. Một số thành phần của sắn dây có thể cải thiện sức đề kháng của insulin trong cơ thể, đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện hiện tượng võng mạc ở mắt bệnh nhân bị tiểu đường, giúp giảm bớt bệnh về thị lực do bệnh tiểu đường gây ra. Thứ tư, sắn dây ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Mặc dù suy dinh dưỡng không phải là mối quan tâm lớn ở nhiều nước trên thế giới, nhưng tại châu Phi, nơi nạn đói diễn ra hoành hành, thì sắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhờ vào khả năng chịu được khô hạn và sâu bệnh, cây sắn dây được trồng trọt nhằm mục đích dự trữ khi các loại cây trồng khác trở nên khan hiếm. Thứ năm, sắn dây tốt cho phụ nữ có thai. Hàm lượng folate trong bột sắn dây rất cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo DNA cũng như phân chia tế bào. Loại vitamin B này nên được bổ sung xuyên suốt trong thai kỳ để chống lại tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Vì vậy, đây được xem là thực phẩm tốt cho bà bầu. Thứ 6, sắn dây giúp giảm cân, giảm béo. Bột sắn dây dù có chứa tinh bột nhưng là tinh bột nguyên chất đã được loại bỏ chất xơ. Trong tinh bột này có chứa các axit tự nhiên có khả năng phá hủy các liên kết chất béo tồn tại trong cơ thể, giúp đốt cháy mỡ thừa và bài tiết ra ngoài bằng đường nước tiểu. Do vậy, uống bột sắn dây giúp cho cơ thể bạn săn chắc và không còn mỡ bụng, mỡ thừa dưới bắp đùi, cánh tay. Uống bột sắn dây tạo cho bạn cảm giác no hơn và lâu đói hơn. Vì vậy, nó có tác dụng giảm cân và giảm béo hiệu quả. Nhiều người còn sử dụng nó như một loại thực phẩm ăn kiêng hàng ngày. Tuy nhiên, để có được hiệu quả, các bạn không nên quá lạm dụng chúng. Cần ăn uống điều độ, kết hợp luyện tập thể dục thể thao sẽ có tác dụng giảm cân nhanh chóng hơn. Thứ 7, sắn dây giúp chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng 8% lượng mangan mà cơ thể cần thiết trong một ngày có thể được bổ sung bằng một cốc bột sắn dây. Đây là khoáng chất thiết yếu giúp chuyển hóa cholesterol và axit amin, đồng thời hỗ trợ chắc khỏe xương và chống oxy hóa hiệu quả. Không những vậy, đặc tính này còn giúp phái đẹp trị những đốm tàn nhang xấu xí. Nguyên nhân đến từ thành phần mang hoạt tính estrogen giống như hormone ở phụ nữ. Nhờ vậy, tình trạng tàn nhang sẽ được cải thiện rõ rệt. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng, việc bổ sung vitamin C giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, khô da và làm chậm quá trình lão hóa da. Khi nhắc đến các loại củ có chứa nhiều vitamin C, tuyệt đối không thể bỏ qua sắn dây. Các bạn có thể cắt lát, đắp trực tiếp lên da để chúng phát huy tác dụng hiệu quả.
Thứ 8, giúp thúc đẩy chữa lành vết thương. Sắn dây rất giàu vitamin C. Với mỗi 200g sắn dây, các bạn đã được cung cấp khoảng 50% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho hầu hết người lớn. Vitamin C là tiền chất thiết yếu của collagen, một thành phần cấu trúc trong các mô da. Nhận đủ vitamin C từ sắn dây sẽ hỗ trợ khả năng tự phục hồi của cơ thể, đặc biệt là khi vitamin C không phải là dưỡng chất mà cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất được. Thứ 9, bột sắn dây giúp giải rượu. Sử dụng bột sắn dây để giải rượu là một phương pháp mà giới nhậu tin dùng. Lý do là bởi các chất có trong bột sắn dây có tác dụng làm giãn động mạch vành và động mạch não, hạ thấp đường trong máu, hạ nhiệt, giúp người say rượu tỉnh táo hơn. Ngoài ra, bột sắn dây còn có tác dụng giải độc gan, phục hồi chức năng gan, gan bị tổn thương do uống nhiều rượu bia. Cách giải rượu bằng bột sắn dây như sau. Nguyên liệu cần có: 6 thìa bột sắn dây, 200ml nước sôi để nguội, 1 quả chanh, đường hoặc muối. Cách pha như sau. Cho bột sắn dây vào trong cốc thủy tinh, rồi đổ 200ml nước, khuấy đều cho tan hết, thêm đường cho dễ uống hoặc sử dụng muối, rồi vắt thêm chanh vào. Đơn giản như vậy là bạn đã có ngay một loại thức uống giải rượu hiệu quả rồi. Và tiếp theo đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số thực đơn chữa bệnh có sử dụng sắn dây. Đầu tiên là bài thuốc song cắt thang. Nguyên liệu gồm có khổ qua tươi từ 150 đến 200g, cắt cần tươi 150 đến 200g. Cách làm như sau: tất cả rửa sạch, thái lát, sắc hoặc hãm nước uống, một ngày uống một lần, một đợt sử dụng từ 2 tới 3 ngày. Bài thuốc này dùng tốt cho người bị cảm mạo phong nhiệt, biểu hiện đau đầu, sốt nóng, vã mồ hôi, tắc ngạt mũi, đau xương họng, viêm khí phế quản, ho có đờm vàng, các trường hợp sốt xuất huyết, mới sốt nóng hay đã có xuất huyết dưới da và niêm mạc. Tiếp theo là cháo sắn dây, gạo tẻ. Nguyên liệu cho món ăn này gồm có bột sắn dây 30g, gạo tẻ 50g. Cách thực hiện như sau. Gạo ngâm nước một đêm, đem nấu cháo cùng với bột sắn dây, thêm chút muối hoặc đường để ăn. Món này rất tốt cho những người bị tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường loại 2, tiêu chảy mạn tính do tỳ hư. Ngoài ra, còn làm thức ăn giải nhiệt, giải khát trong mùa hè. Thứ ba là nước ép sắn dây, ngó sen. Nguyên liệu cho món này gồm có sắn dây tươi, ngó sen, liều lượng như nhau và đem ép nước để uống. Dùng tốt cho người bị xuất huyết dưới da, dòng kinh, dòng huyết, chảy máu chân răng, tiểu ra máu và đại tiện ra máu. Thứ tư là nước rau má, sắn dây. Các bạn cần chuẩn bị rau má tươi từ 20 đến 30g, bột sắn dây 10g. Rau má rửa sạch, giã nát, cho thêm 150 đến 200ml nước sôi. Để nguội thì gạn lấy nước, hòa bột sắn, thêm đường vừa uống. Món này vừa làm nước giải khát, vừa trị sốt nóng, nhức đầu, mẩn ngứa, mụn nhọt rôm rầy, kiết lị ra máu, vô cùng hiệu quả. Hướng dẫn chọn mua và bảo quản củ sắn dây. Các bạn nên chọn củ có kích cỡ nhỏ hoặc vừa phải, vỏ có màu nâu sáng, tránh chọn củ có dấu hiệu hư thối. Ưu tiên chọn củ có kích thước cỡ lớn nếu bạn thích sắn có độ giòn. Chọn củ khi cầm có cảm giác nặng tay, vì củ nhẹ thông thường thì lượng nước trong củ đã bị bay hơi khá nhiều. Sắn dây có xu hướng hư hỏng nhanh sau khi được hái. Một số phương pháp bảo quản sắn dây bao gồm chế biến ngay hoặc bỏ đông lạnh. Cách chế biến củ sắn dây đúng cách. Sắn dây có chứa một lượng axit đáng kể, chúng có thể gây hại cho cơ thể nếu lượng ăn nhiều. Để loại trừ chất này, các bạn nên bóc hết cả hai lớp vỏ, nâu sẫm và màu hồng của sắn dây trước khi nấu. Sau đó cắt bỏ phần đầu, phần đuôi của sắn, ngâm sắn trong nước khoảng vài tiếng rồi sau đó rửa lại, sau đó bắt đầu chế biến. Nếu luộc, hãy cho nhiều nước và mở nắp nồi khi sôi để tan hết độc tố. Nếu thấy sắn dây bị đắng, hãy chế biến củ khác và bỏ củ bị đắng đi nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé. Quý vị thân mến, như vậy có thể thấy rằng loại thực phẩm mà chúng ta vẫn hay dùng để giải khát, thanh nhiệt như sắn dây cũng mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe đúng không nào? Vậy thì liệu rằng có đối tượng nào không nên sử dụng sắn dây hay không? Và chắc chắn là có đấy quý vị ạ. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chỉ ra nhóm 3 đối tượng cần tránh sử dụng sắn dây để tránh gặp phải tác dụng phụ nguy hiểm với sức khỏe. Hãy cùng theo dõi để xem bạn có nằm trong số này không nhé. Quý vị thân mến, như đã chia sẻ thì bột sắn dây là một loại đồ uống có tác dụng như hạ nhiệt, cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và động mạch vành tim, làm giảm đường huyết. Tuy nhiên, các thầy thuốc khuyến cáo có một số đối tượng như sau nên tránh sử dụng sắn dây. Đối tượng đầu tiên là trẻ em. Theo các chuyên gia, trẻ em không nên uống bột sắn dây sống.
bởi vì bột sắn dây là một dạng tinh bột lọc ra từ cây sắn dây và ở dạng sống có tính hàn rất mạnh. Các bộ phận của trẻ em nhìn chung còn yếu ớt nên nếu dùng sống sẽ dễ bị lạnh bụng và tiêu chảy. Nếu cho trẻ ăn thì cần quấy chín bột sắn để làm giảm bớt tính hàn, đồng thời vừa dễ tiêu vừa hấp thụ tốt hơn. Đối tượng thứ hai là phụ nữ có thai trong một số trường hợp. Đối với phụ nữ trong thai kỳ, nếu cơ thể đang nóng thì uống nước sắn dây là rất tốt. Nhưng nếu thấy người mình đang lạnh, cơ thể mệt mỏi, có biểu hiện tụt huyết áp thì không nên uống, vì sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh của cơ thể, làm mệt mỏi hơn. Đặc biệt, nếu mẹ bầu có dấu hiệu động thai, cường độ co bóp của dạ con cao thì tuyệt đối không nên sử dụng loại bột này. Đối tượng thứ ba là những người có dương khí hư. Những người này với các triệu chứng như đại tiện lỏng, bụng đầy trướng, lạnh bụng, tay chân thường lạnh, không khát nước, miệng nhạt, sắc mặt vàng tái thì không nên sử dụng bột sắn dây. Ngoài ra, cũng có một số sai lầm khi sử dụng bột sắn dây mà bạn cần lưu ý như sau. Đầu tiên là không dùng quá nhiều bột sắn dây. Bất kể thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Kể cả những người khỏe mạnh bình thường cũng không nên uống quá một ly nước sắn dây trên một ngày. Cách uống sắn dây tốt nhất là nên uống chín và chỉ nên cho thêm một chút đường. Tiếp theo là không nên ướp bột sắn với hoa bưởi. Thói quen ướp hoa bưởi vào sắn dây để uống với mục đích làm cho nước thơm hơn nên được bỏ đi bởi vì hoa bưởi làm giảm dược tính của bột sắn dây một cách đáng kể. Thứ ba là không nên pha quá nhiều đường. Nếu dùng bột sắn dây để giải rượu, bạn nên pha thêm một chút muối cho dễ uống hơn. Trong trường hợp uống đường thì chỉ nên pha với vị vừa đủ ngọt man mát, vì bột sắn dây pha thêm nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe. Và cuối cùng, thứ tư là không nên uống sống. Không nên uống nước sắn dây sống mà bạn nên đun chín, vì sắn dây có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, không tốt cho sức khỏe bạn nhé. Quý vị thân mến, qua những thông tin vừa rồi thì bạn đã biết bột sắn dây có tác dụng gì và cách sử dụng đúng để tốt cho sức khỏe rồi đúng không nào? Đây là một loại nguyên liệu rất dễ kiếm nên hãy bổ sung thường xuyên để góp phần điều trị bệnh tật cho cơ thể nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.